Đầu tháng 12 âm lịch, hai con giáp này bất ngờ đổi đời giàu to, được quý nhân phù trợ, xóa hết nợ nần, trở thành đại gia. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích truyền chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, người xưa thường có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Để đến được với đỉnh cao của sự thành công, cần phải sự kiên trì và cố gắng. Đồng thời, phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt lăn lộn vất vả ngược xuôi để đạt được điều mà mình mong muốn. Theo tử vi số mệnh, trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý sắp tới sẽ nói rằng sẽ có một con giáp đã trải qua cuộc sống cực khổ. Tuy nhiên, khi bước sang tháng cuối cùng của năm 2020 thì sẽ đổi đời một cách nhanh chóng. Cuộc sống trong tháng về mọi mặt đều thuận lợi, đặc biệt là sự nghiệp vươn lên như diều gặp gió, may mắn, tiền bạc ùn ùn kéo đến, tài lộc cũng vì thế mà tăng tiến trông thấy. Vậy đó là con giáp may mắn nào? Các con giáp có gặp được điều gì đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Độc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Chúc mừng tuổi Tý, sau gần một năm vất vả, sự kìm kẹp trực thái tuế thì trong giai đoạn cuối cùng của năm Canh Tý cũng được trở mình, mọi việc tiến triển suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Thời điểm bắt đầu của tháng 12 âm lịch chính là lúc bạn gặt hái thành quả lao động của mình trong suốt năm 2020. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Thời điểm cuối năm, người tuổi Tý trở nên vất vả, bề bộn hơn nhiều. May có nhị hợp tác động, bạn có thể phân chia được nội dung công việc rõ ràng. Do vậy, nên dù khối lượng công việc quá lớn, bạn vẫn có thể sắp xếp và thực hiện ổn thỏa. Thêm vào đó, mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè hòa hợp cũng giúp bạn có những ngày đi làm tràn ngập niềm vui và động lực. Đôi bên có thể đồng tâm, hiệp lực giải quyết những vấn đề hóc búa. Vì vậy, mà dù nội dung công việc có khó khăn đến đâu, cũng thường được giải quyết một cách nhanh chóng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn ắt sẽ nhận được sự khen thưởng, giúp đỡ từ cấp trên. Đây chính là nguồn động lực to giúp bạn kết thúc một năm và có chí hướng phấn đấu hướng tới một năm mới sức sỡ hơn. Tuy nhiên, với những người trẻ tuổi giàu tham vọng thì dường như tháng 12 âm lịch này không phải là một tháng quá may mắn. Nguyên lệnh lâm tuyệt cho thấy sự nghiệp của bạn dù có phát triển nhưng chưa có bước tiến rõ ràng. Bạn cũng có thể thay đổi việc làm quá thường xuyên khiến sự nghiệp có phần bấp bênh, chưa vững chắc. Thời điểm này, bạn cần bình tĩnh và suy nghĩ kỹ lại xem mình vừa thực sự muốn làm điều gì và điều gì mình thực sự giỏi, không nên vội vã chạy theo bước chân của người khác. Bên cạnh đó, vẻ ngoài bắt mắt và tác phong làm việc nhanh nhẹn cũng là yếu tố giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi. Bạn có thể gặp được người có chung quan điểm, đồng chí hướng với mình, đôi bên nên cùng nhau kết hợp để phát triển về lâu, về dài, để sự nghiệp được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi. Thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn với năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, thị phi và hóa giải một phần của những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Bên cạnh đó, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển khiến mọi việc trong thời gian tới không được thuận tiện. Thứ hai, về mặt tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý khá đáng kỳ vọng trong thời điểm này. Đây là lúc bạn gặt hái được thành quả cao trong suốt một năm trời nên cũng là dư giả, chuyện nằm trong dự kiến.
Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến, đôi bên có thể tin tưởng hợp tác với nhau sâu rộng hơn, tin rằng bạn có thể có thu được nguồn lợi càng phong phú hơn trong năm mới. Ngoài ra, thiên tài chiếu mệnh cho thấy một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình, ví dụ như xổ số, rút thăm may mắn. Khoản tiền này có thể thúc giục bạn dư giả mua sắm trong khoảng thời gian ngắn. Quan trọng là khi cầm đồng tiền lương trong tay, bạn cần có kế hoạch chi tiêu, sử dụng sao cho hợp lý, hợp tình. Tuy nhiên, đừng nên nghĩ đến việc sống dựa dẫm vào những đồng tiền, tiền may rủi này mà hãy chỉ coi đó là bước đệm để bản thân phát triển cao và xa hơn. Tại thời điểm này, người làm công ăn lương cũng có một nguồn thu nhập tương đối ổn định. Bên cạnh tiền lương hàng tháng thì không thể thiếu được các khoản thưởng nóng, thưởng Tết. Với những người có nghề tay trái, bạn cũng sẽ được trả một khoản thù lao tương đương khiến cho túi tiền rủng rỉnh hơn trước rất là nhiều. Người lệnh Lâm Tuyệt khuyên bản mệnh, dù có ham làm giàu đến đâu thì cũng phải cân bằng lượng sức mình và biết đâu là điểm dừng. Vậy trong thời điểm này, hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề, từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Thứ ba, về mặt tình duyên. Tử vi tháng 12 âm lịch tuổi Tý cho thấy rằng chuyện tình cảm của người tuổi Tý về cơ bản là ổn định trong suốt tháng này, đặc biệt là với ai đã có đôi, có cặp. Dưới tác động của nhị hợp, vợ chồng biết thông cảm và thấu hiểu nhau, vì thế mà nhiều khúc mắc cũng dần dần được tháo gỡ. Trải qua những chuyện như thế này, đôi bên càng thêm quý trọng nhau, vì thế có thể thấy rằng đôi khi những giận hờn vu vơ lại là chất xúc tác cần thiết cho tình yêu đôi lứa. Ngoài ra, bạn cũng biết chăm lo hơn cho gia đình, không còn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, sở thích cá nhân. Một khi đã là người một nhà thì phụ trách nhiệm xây dựng tổ ấm không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà cả hai đều phải chung tay, góp sức. Sao Thái Dương là các tinh phù trợ giúp con đường tình duyên của những người tuổi Tý còn độc thân thêm phần nam, số mệnh. Bạn có nhiều cơ hội được tham gia vào các buổi tụ tập, gặp gỡ và gặp được người mình đã mong muốn từ lâu. Bên cạnh đó, thiên diêu chủ về đào hoa, phong lưu cũng là yếu tố thúc đẩy bạn có một cuộc sống thuận lợi trong chuyện tình cảm. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, gây ấn tượng khó phai mờ đối với người khác giới. Tuy nhiên, có đôi khi quá đào hoa cũng sẽ không phải là tốt. Ngũ hành tương khắc cảnh báo, nếu bạn giữ quan hệ với nhiều người thì rất dễ đẩy mình vào những hoàn cảnh rắc rối, phức tạp, thậm chí chuyện tình cảm còn gây liên lụy đến tiền bạc, sức khỏe và sự nghiệp. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Tý hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, tăng cường mối quan hệ, giúp cải vận tình duyên cho những người độc thân. Quý vị thân mến, bên cạnh tuổi Tý, tuổi Đầu, tháng 12 âm lịch cũng là thời điểm tuổi Hợi gặt hái được thành quả của mình. Tuổi Hợi sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong lĩnh vực tiếp theo. Tất cả đều nhờ sự cố gắng của bạn, còn may mắn chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, mở trong những phương diện đạt được thành tích. Thời điểm cuối năm âm lịch, bạn được tận hưởng thành quả mà mình đã bỏ ra trong suốt một năm vừa qua, đồng thời được tiếp xúc với những cơ hội thích hợp để khẳng định vị trí của bản thân mình. Điểm mạnh, tạo nên điều kiện được thăng chức, tăng lương. Tam hội tác động tích cực giúp cho các mối quan hệ xã giao của bản mệnh đều phát triển thuận lợi. Bên cạnh thì nhận được sự ủng hộ, yêu mến của mọi người, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ chỉ ra cho bạn được những định hướng đúng đắn cho tương lai. Ngoài ra, trong thời điểm này, cần có nguyên lệnh Lâm Thi cho thấy bạn là người luôn nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc, ham tìm tòi, điều khiển. Nhờ tinh thần ấy mà bạn nhanh chóng tiếp thu. Tuy nhiên, bạn cần phải kiên định với mục tiêu, không nên nhẹ dạ cả tin, không nên ham vui, bỏ dở công việc giữa chừng. Các cát tinh, Nguyệt Mã và Thiên Vu cũng đem đến không ít may mắn cho người tuổi Hợi. Quan trọng là bạn phải nhạy bén, nắm bắt thì sẽ đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt với những người đang theo đuổi đường công danh thì đây là những cơ hội quý mà bạn không thể bỏ qua. Cuối năm chính là cơ hội để bạn bứt phá, vươn lên. Vậy nên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt cho mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường các khí.
Thứ hai, về mặt tài lộc, xem tử vi tháng 12 âm lịch, thời điểm đầu tháng tài lộc của bản mệnh có những bước phát triển đáng mừng, bạn có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn mà chính bạn cũng không ngờ tới. Vì thế dù có vất vả cũng hãy cố gắng không ngừng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ có quý nhân tam hội giúp đỡ, bạn tiếp xúc được với nhiều khách hàng, đối tác có triển vọng, đôi bên hợp tác tốt, làm việc thuận lợi, tăng gấp nhiều lần cũng không phải là điều khó tưởng. Thậm chí thời điểm này, hiện tại mà tương lai, bạn cũng có thể giữ quan hệ với họ để đôi bên tiếp tục cùng phát triển. Sinh mã cho thấy bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều trong lúc này, đặc biệt là với những ai làm nghề kinh doanh, buôn bán, bất động sản, bạn sẽ cảm thấy khá mệt mỏi, thậm chí phải luôn chân, luôn tay làm việc. Song đồng lương và tiền thưởng chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng phát triển từng ngày. Hơn nữa bản mệnh vốn là người thông minh, nhanh trí, vì thế bạn có thể tự tìm ra những hướng phát triển mới mẻ cho mình hoặc công ty, doanh nghiệp của bạn. Có thể hiện tại bạn chưa đủ được với mức lợi. Hiện tại bạn chưa đủ được mức lợi nhuận quá lớn, nhưng điều đó hoàn toàn khả thi trong tương lai, chỉ cần bạn kiên định với con đường mà mình đã chọn. Những người làm công ăn lương cũng nhận khoản tiền thưởng nóng, xứng đáng với công sức lao động của mình, thậm chí có một số người chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống, không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Để kích hoạt tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Hợi hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân luôn ganh ghét, rình rập xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ gia tăng, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư, kinh doanh, làm ăn trong thời gian tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!